Ê tụi bay ê, chiều nay học xong đi karaoke không? Tao bao. Mừng chút nhưng mà cũng được, có tiền. Mọi người ơi, có tin khẩn cấp cần thông báo. Cô có việc đột xuất nên tới trễ á. Có gì nha. Trời, ấn tiếc là làm gì đây ta? Chơi game chứ sao bạn? Đợi bạn nãy giờ nè. Ê, cái game thiếu niên bao quy này bữa mày chỉ tao về chơi chiến thuật đã ghê luôn á. Chứ sao, game tao chơi mà phải chiến thuật chứ. Nè, nhờ cái game này nha. Nhờ cái game này á mà tao phát hiện được cái tài năng mưu lược của tao đỉnh cao vãi lúa. Cái con chịu dân này đang được phi mà còn đánh đỉnh lắm luôn á. Bắt đầu. Tôi chỉ mà bạn. Vô. Nè. Ê, tao đủ đầu rồi, tao đủ đầu rồi. Nè, hợp kết. Nè. Đến tới luôn. Mày chơi hả? Chơi mày. Ủa bà làm gì vậy? Ủa bà làm gì bà kia? Đang trong giờ học sao hai người chơi game làm gì? Cô chưa vô mà bà làm gì căng vậy? Cô chưa vô nhưng mà mọi người ngồi im lặng giữ trật tự chứ đâu phải là mọi người ngồi chơi game la. Trả điện thoại cho tôi. Trả điện thoại lại đây, bộ điện thoại bà hả? Mà bà lấy. Mày đâu cần lặp lại cái vế đầu của tao đâu. Tới cuối tiết tôi sẽ trả lại điện thoại cho hai người. Hai người mà còn ồn ào nữa là tôi giao lên nhà trường xử lý luôn á. Trời, bà làm như bà con của chủ tịch phường vậy hả? Bình tĩnh đi. Không giải trí được bằng game á thì tao mày giải trí bằng cách khác. Lấy tập ra chơi caro. Vô, mày trước đi. Ít à. Ít à, ít luôn. Mày là mày phải đánh o. Ít vậy. Ừ thì đánh o. Nhưng mà Ê. Nè, vừa phải thôi nha. Nó gặp mày không? Ê, bình tĩnh. Ê bà kia, giờ tụi tôi chơi điện thoại cũng không cho mà tụi tôi làm cái gì cũng không được vậy. Hai bạn không học bài á thì hai bạn ngồi im đi, đừng có làm gì cả. Chứ tự dưng ngồi chơi caro rồi ngồi ăn làm gì, ồn ào quá. Trời ơi. Trời ơi. Nó lớp trưởng mà làm như đứng đầu lớp vậy, nó làm nó giọng ra dẻ. Nó đứng đầu lớp mà sao? Nó lớp trưởng đứng đầu lớp đúng rồi. Nó đứng đầu lớp đúng rồi. Trời ơi, làm như nó có toàn quyền khi không có cô trong lớp vậy. Trời ơi, làm như lớp trưởng được toàn quyền. Có sai gì đâu. Trưởng nó được toàn quyền rồi, đúng rồi, cô giao nó mà. Ừ nhỉ. Giờ sao ta? Quên quá mày. Không lẽ giờ chịu thua nó ta. Phải chứ, lớp trưởng mình là con trai thì tâm lý biết mấy ha. Lớp trưởng là con trai. Trời ơi, tiếc ghê á. Tôi không phải con trai, cũng không phải con gái. Không biết chừng nào mới được làm lớp trưởng á. Mà tôi cũng không pháp lớp này luôn á. Ê, tối cho tôi mượn cái đầm khác nha. Cái này không được nổi bật á. Cảm ơn nghe. Tao sẽ là lớp trưởng. Được không đó? Chiến thuật phải linh hoạt. Giờ là lúc cần hợp kích đa dạng. Nghĩa là phải cần thêm nhiều người khác mới xong việc. Coi tao nè. Ê tụi bay, thấy con Thủy lớp trưởng thấy ghét không? Vừa học giỏi mà vừa dễ thương nữa, mắc gì ghét nó trời. Ê, đang nói con Thủy gì vậy? Thấy dễ thương quá trời, có gì đâu ghét. Mặt mày mới ghét á. Tao cũng đang tính cua nó nữa nè. Thả tim cho em mới được. Được, tao tin mày làm được mà. Sao? Đủ ghét chưa? Mặc dù nó học giỏi, dễ thương, nhưng mà nó thu tiền tao hoài à. Mà tính tao, ghét mấy đứa ham tiền lắm. À. Ghét hả? Ghét. Ghét lắm. Thì đó. Ghét cho mày. Ghét. Ghét lắm. Cất tiền rồi đi bạn ơi. Tiền bạc không mua được tình cảm đâu. Tao quen một con bồ cũng được. Đù. Bình thường mà. Vui vẻ đi. Một chút á, tôi sẽ nói với cô bầu lại lớp trưởng. Mấy bạn biết bầu cho ai rồi đúng không? Hiểu mà. Dễ mà, hợp tác vui vẻ đi. Ok. Con vô. Quay, chiều nha. Bầu cho tôi nha. Có chuyện gì vậy Thái?
Dạ, em có ý kiến cô ạ. Nói đi em. Em nghĩ là mình nên bầu lại lớp trưởng đó cô. Ủa, sao vậy em? Dạ, em thấy trong lớp mình có bạn còn xứng đáng làm lớp trưởng hơn đó cô. Ngoài Thủy ra thì cô nghĩ người xứng đáng có thể tiếp tục làm lớp trưởng khác đó là bạn Vinh. Vinh, em có làm được không? Dạ, không được cô. Cô không được. Làm lớp trưởng là một chức vụ quan trọng mà em không đủ trình độ. Người mà đủ trình độ với lại khả năng á, em nghĩ là Thái à. Đúng rồi, đúng rồi. Từ đầu năm đến giờ thì cô thấy Thái chưa có điểm nào nổi bật để cô tín nhiệm bầu bạn làm lớp trưởng được. Ồ, hả? Dạ thưa cô, thật sự ra Thái chủ động không muốn nổi bật vì sợ các bạn ghen tị đó cô. Chứ nhà em gần nhà Thái, em biết được Thái rất kinh khủng. Em ghé nhà của Thái, em thấy Thái đang có những cái nghiên cứu phản biện lại những cái công thức của các nhà khoa học nổi tiếng như Newton, Archimedes. Một trong những nghiên cứu của Thái mà em biết được đó chính là Thái chuẩn bị cho nghiên cứu ra một công thức ngang tầm Newton. Đó chính là công thức chứng minh tại sao trồng chuối mà chảy máu cam. Ôi dữ dữ. Hôm bữa Thái có chia sẻ gì với mình, Thái nhớ không? Chuối cộng chuối bằng cam. Ôi dữ dữ. Ghê ha. Bây giờ không dạy con. Thiệt hả em? Hình như vậy. Cái đó còn đang nghiên cứu á. Đúng chính xác là vậy. Thái đã từng ẵm một bà già qua đường cao tốc. Ẵm bà già mà đi đường cao tốc? Em nhầm, đường xa lộ thôi. Tại vì bữa đó đường rất rộng cho nên em nhầm thành đường cao tốc. Tại vì hôm bữa chính mắt em và chính tay em nghe bà già vừa được ẵm vừa hát nghêu ngao: đường rộng và dài con cứ ẵm đi. Điều đó chứng tỏ Thái là một người vừa có sức khỏe vừa giàu lòng nhân ái à. Hay quá. Chắc là hết rồi. Ok rồi đó, ok. Cho mày thêm 40 nè. Và có năm sĩ không thể nào nói tới nị. Thưa cô. Hả? Hôm bữa cách đây khoảng hôm bữa đây, em có đi đá banh, do quá hăng say cho nên em lỡ làm đứt dây chằng của chính bản thân mình. Chính Thái đã tự cắt lấy dây chằng của Thái gáy ghép qua cho em. Tao cắt dây chằng mới tao đưa mày, sao tao đi anh khùng quá. Rồi sao Thái đi? Rồi sao? Kỳ diệu thay, sau khi cấy dây chằng cho em, Thái vẫn đi được. Bác sĩ khoán Thái là một người có năng lực siêu nhiên. Cơ thể Thái có nhiều hơn con người bình thường 14 cái dây chằng. Thái có 4 bộ não. Qua câu chuyện kể trên, em rút ra được bài học là Thái là một người có trí tuệ hơn người, có sức khỏe hơn người và có giàu lòng nhân ái à. Tao lại mày, mày nói như tao chết. Tao lại mày. Em nghĩ nhiêu đây đã đủ lắm rồi. Nếu kể thêm em sợ Thái nở mũi chết. Đình Thái. Giữ trật tự. Cô hiểu rồi. Nhưng mà làm gì làm thì cô vẫn tôn trọng lớp trưởng đương thời Thủy. Nếu bây giờ mà cô bầu bạn Thái á làm lớp trưởng, em thấy sao? Xin lỗi Thủy, nhưng Vinh là một người công tâm. Cô có theo sổ đông nha. Vậy thì cô sẽ bầu bạn Thái làm lớp trưởng mới của lớp chúng ta nha. Lớp trưởng tới nữa rồi. Hello mọi người. Khỏe không? Ấy trời, cái bảng sao lao vậy hôm nay? Ai Trần Nhật? Ai Vinh hả? Sạch bạch.
Không cần. Trời ơi, cái bàn dơ hầy à. Lo lau bàn đi, coi chừng á, cô buồn, cô la đó nha, lúc đó không có lau bàn đâu, lau nước mắt. Trời ơi, gà dán làm lớp trưởng ghê ta. Ê, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Làm gì? À, chào mợ đứt cái. Ê, sao? Làm lớp trưởng vậy còn đỡ hơn cái lớp trưởng cũ nhiều phải không? Lớp trưởng mới này mình sẽ sáng tạo để mà giúp cho cái lớp mình nó phát triển đi lên. Và cái lớp mình sẽ là lớp tiêu biểu của cái trường luôn luôn. Sáng tạo gì mới đã chứ. Ý, mà quên nữa. À, mọi người, thay vì cô vào á, tôi kêu cả lớp mọi người đứng lên dậy, nó nhạt nhòa lắm, nó thiếu múi giống như lớp trưởng cũ lắm nha. Tôi có một cái cách chào cô mới để cho cái lớp mình nó sinh động hơn, để cho cô giáo mình thích thú dạy mình hơn. Bây giờ là mọi người làm theo tôi nha, đứng lên lên, nhớ không nha, chuẩn bị nha. Cả lớp my hero sa la 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 sa la la good morning teacher. À, nhớ nha mọi người, nhớ mọi người. Thôi, cô vô, làm theo tôi là ok. Cả lớp đứng lên đi, lớp trưởng cũ. Dạ, em mời cô ra đây ạ. Cô hả? Dạ. Dạ, đầu tiên thì em xin gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến cô với một bài hát tụi em muốn dành tặng cho cô vào một buổi sáng đẹp trời. My go sa la 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 sa la la good morning teacher. Thôi. Dạ, mời cô về. Dạ, cô về nha. Đúng là lớp trưởng mới có khác ha. Dạ. Thôi chúng ta vô bài ha. Thì hôm nay cô sẽ mời vài bạn lên giải cái bài tập mà cao cấp ngày hôm qua cô cho về nhà làm. À, hôm nay là ngày 2 tháng 1 là số 21. Ai là số 21 đứng dậy? Số 21. Dạ. Em số 21. Là lớp trưởng hả? Lớp trưởng á mà giải bài toán không được thì vô lý lắm, đúng không? Cho nên con nghĩ là em không cần kiểm tra đâu. Dạ, em tính lên thể hiện nhưng mà thôi để lượt thể hiện cho các bạn khác. Em cũng hơi tiếc về điều đó. Thôi các bạn cứ biết lên làm đi nha. Tiếc quá. Không là lấy điểm 10 rồi. Mày thấy chiến thuật của tao ghê không? Mày tính hết luôn hả? Tính trong đầu hết rồi. Học. Em mời hai thầy vào lớp ạ. Ủa mấy này đi trễ. Thầy. Cô xin giới thiệu các em, đây là hai thầy thanh tra. Cả lớp. My heart goes sa la 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 sa la la good morning teacher. Thôi. Đây là cái màn chào hỏi của đặc biệt của lớp em. Hôm nay hai thầy muốn xuống đây để muốn thông báo với lớp chúng ta là sắp tới sẽ có một cuộc thi giải toán siêu cấp do thành phố tổ chức. Cô sẽ đề xuất một bạn mà cô tin tưởng nhất. Đó không phải là lớp trưởng cũ mà là lớp trưởng mới. Đinh Thái. Em Thái là một học sinh rất là chăm chỉ và siêng năng, còn thông minh nữa, hay nghiên cứu về những cái bài toán của Newton nè, Archimedes nè, cho nên là em rất đặt lòng tin cho bạn Thái. Nói không phải xin lỗi hai thầy trước nha, nhiều khi em thấy Thái còn giỏi hơn chúng ta nữa. Sắp tới sẽ có cuộc thi nhạc chế sinh viên ấy. Tôi cũng rất là ưng cậu ấy. Dạ cảm ơn thầy. Thái ơi, thời tới rồi em cản không kịp nữa đâu. Thái ơi, cố lên, làm tốt nhé Thái. Cả lớp và cô luôn tin em. Đình Thái. Chết cha không xong rồi. Thầy không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Không thể lún sâu hơn nữa. Thưa cô, em không muốn tham gia cuộc thi toán nữa đâu. Thái này, định tạo bất ngờ gì nữa cho lớp phải không? Em nói thiệt,
những cái điều mà Vinh nói đều là xạo hết đó, đều là em kêu Vinh nói. Còn cái chuyện mà bầu em lên làm lớp trưởng em cũng bỏ tiền nó kêu các bạn bầu, chứ em không có làm được cái gì hết á. Sao em lại làm vậy? Tại em chỉ muốn làm lớp trưởng coi bảnh hay không thôi. Ai về là nó... Cô quá thất vọng vì em. Em viết bản kịp điểm nộp cho cô liền. Thầy ơi, để em xem xét lại tình hình, em sẽ báo cáo thầy sau nha thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy, thầy nghe em nói thầy. Em ghét thằng Thái kinh khủng ấy. Nó không khách khách gì từ đâu luôn ấy. Học thì không lo học, mỗi lần mà em nói nhắc nhở cái là chửi bới em. Thôi ngoan nè, anh sẽ cho nó một bài học. Cách nào? Anh sẽ áp dụng chiến thuật trong game thiếu niên ba quy. Đó là chiến thuật hợp kích đa dạng, linh hoạt chiến thuật để chơi nó. Không ngờ cái chiến thuật của tao lại đi sai một bước. Sao nó lại tính hết rồi? Làm gì sáng giờ mày ngồi bấm tính gì vậy? Em đang tính coi bao nhiêu lâu rồi em chưa làm bể lời. Mày bớt xàm giùm tao có đi, rảnh quá ha. Ủa rảnh gì? Trời ơi, ai cũng có kỷ lục của riêng mình mà. À, kỷ lục của em á là 3 ngày rồi chưa làm bể cái ly nào á. Mày bớt khùng giùm tao cái được không? Khùng gì? Trời ơi, anh muốn làm phá kỷ lục không? Thôi thôi thôi, thôi mày dẹp giùm tao cái đi. Okay. Lo tập trung làm việc okay, đi. Ok, ok, ok. Mày làm cái gì vậy? Hả? Khùng hả? Khùng gì? Em làm theo ý anh rồi còn gì nữa? Ý tao đâu? Ý tao là cái gì? Để em phân tích cho. Nè, em nói là kỷ lục của em là 3 ngày rồi chưa làm bể ly. Em hỏi anh đó là có muốn em phá kỷ lục không? Anh chứ thôi 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 thôi. Thì em buộc phải chấm dứt kỷ lục của em bằng cách em làm bể ly. Anh nghiệm ra chưa? Trời, lỗi ta, tao ngu, được chưa? Ờ đúng rồi, anh ngu chứ còn gì nữa. Có chỉ có em là em thông minh nè. Trời này em thông minh dữ lắm á. Thông minh đó mà. Trời. Thông minh. Thông minh. Thử đi. Thử hả? Được. Tao chuẩn bị đón tiếp một người khách rất là đặc biệt. Tao muốn trong mắt người ta cái quán mình cái gì cũng nhất hết. Mày làm được không? Đã được. Ví dụ đâu nghe coi. Em sẽ cho người ta uống cái ly nước ngon nhất của quán mình. Đúng đó. Nhưng mà thí dụ như khách mà đang buồn chán thì mày làm cái gì? Khách đang buồn chán, nếu người bình thường thì sẽ bắt con gián bỏ vô háng. Nhưng không, nếu mà nói về những cái nhất thì em sẽ cho khách chơi game thiếu niên ba quy. Ủa mắc gì buồn chán rồi chơi game thiếu niên ba quy gì? Ồ vậy là anh không biết rồi. Hả em coi người ta quảng cáo người ta nói hả, game thiếu niên ba quy là game thẻ bài số 1 châu Á. Ba số 1 châu Á là nhất châu Á rồi. Chịu khó đi, mốt tìm tòi đi, ghiết rồi lo bán hàng, kinh doanh rồi kia, không chịu coi quảng cáo mở mang tầm nhìn gì hết. Được. Tao thấy mày cũng có chút tiến bộ rồi đó. Thí dụ như vào quán, tao muốn cái gì cũng nhất, vậy tao có thể mang cái món ăn mà dở nhất cho khách ăn được không? Bậy, tào lao, anh suy nghĩ vậy là suy nghĩ chịch choạc và sai lệch rồi. Cái gì cũng nhất thì người ta cũng phải là nhất theo một cái hướng tích cực, thì khách nó mới thích được. Anh nhất mà nhất tiêu cực vậy chết rồi. Phải là đem món ăn thì món ăn phải ngon nhất. Anh hiểu không? Thôi mốt anh bữa nào anh xuống làm phục vụ một bữa em lên làm chủ luôn cho. Thiệt ý á. Cái ghế chợt của ai. Vậy thì khách của anh thì tầm 1 tiếng nữa tới. Nhưng mà anh có việc ra ngoài chừng 30 phút anh về thôi. Ồ tụi nãy giờ hỏi chơi thử chứ có thiệt luôn á hả? Ừ. Bây giờ mày ở nhà mày lo chuẩn bị đi. Anh muốn là cái gì cũng phải nhất. Và quan trọng là phải tích cực. Đúng rồi em là em tích cực lắm á. Bây giờ? Em hiểu rồi. Đổi câu khác được không? Em rất hiểu rồi. Lo mà chuẩn bị đó nha. Đây là lần đầu tiên anh Phương đặt niềm tin tuyệt đối vào mình. Không thể nào để anh thất vọng được. Xin kính chào quý khách đã đến với quán cà phê bất ổn nhất. Xin gửi lời chào thân thương, thân mật và trân trọng nhất. Mình là Trang, mình có hẹn với Phương.
Chị à, anh Phương nói là chị là người quan trọng nhất của ngày hôm nay á, anh Phương có hẹn với chị. Mà sao anh Phương nói là cả tiếng nữa mới tới mà sao tới sớm vậy? Tại vì đây là buổi hẹn quan trọng nhất của chị, nên là cũng không muốn tới trễ. Chính xác. Nếu như vậy thì em cũng xin tự giới thiệu, em là một trong những cái nhất của quán. Em là nhân viên duy nhất của quán này. Anh Phương đã dặn em rồi, khi mà chị tới quán này em sẽ dành cho chị những cái nhất của quán. Chị hỏi thấy gì không? Thơm, mùi thơm ấy hả? Thơm lắm, em đã xông tinh dầu cho cái quán này là mùi Latinder. Latinder? Chị biết không? Cái mùi Latinder là mùi em nghiên cứu, em kết hợp giữa mùi Latin và mùi Lavender. Nghe là ảo quá không? Nhưng mà hỏi đi, cái này là mùi em cho là thơm nhất ở đây rồi đó. Mùi thơm thiệt á. Hỏi xong muốn thả xuống đây. À, không được. Nè, anh làm gì hả? Anh làm gì tôi? Tôi làm gì đâu. Xin lỗi. Em tính là thực hiện theo đúng lời của anh Phương á. Tại cái ghế này là cái ghế bình thường, chị phải ngồi được một cái ghế thật là đặc biệt. Tôi không cần đặc biệt gì hết á, tôi ngồi đây được rồi. Trời ơi, anh làm gì vậy? Ủa, em không cho chị ngồi ghế này được. Tại ghế này rất là bình thường, chị phải ngồi những cái ghế đặc biệt nhất. Giờ tôi không muốn ngồi ghế đặc biệt, tôi ngồi ghế này được không? Không, cái này là ghế bình thường mà. Còn không, chị đứng luôn đi. Thôi được rồi, ghế đặc biệt đâu? Để em. Thôi đi. Ê dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Ở quán này toàn mấy ghế bình thường không à, nên em mới lấy cơ thể của em ra làm cái ghế đặc biệt nhất. Mong chị ngồi lên cơ thể em một cách vui vẻ. Ở đây cái gì cũng nhất đúng không? Đúng rồi, phải nhất mới được. Giờ tôi thích cái ghế này nhất, tôi ngồi ở đây, được không? Thà chị nói như vậy. Bước vô. À, quên nữa. Còn thứ quan trọng nữa, đó là nước. Chị muốn uống nước gì, em có hai loại nước. Một loại nước ngon nhất và một loại nước nhanh nhất. Nước ngon nhất thì em làm lâu nhất, còn nước nhanh nhất thì em làm dở nhất. Chị cũng còn thời gian á, lấy chị nước ngon nhất đi. Dạ. À, quên. Trong lúc chị đang chờ đợi, em sẽ chuẩn bị cho chị một người đặc biệt nhất. Đi vô đây. Vô. Vô gì đi đâu? Đi đây ngồi xuống rồi, ngồi. Xin giới thiệu với anh Thái, đây là người quan trọng nhất của anh Phương trong ngày hôm nay. Xin giới thiệu với chị, đây là người... Thái nhất chỗ nào? Người khách thân thiết nhất của quán. Quan trọng nhất của Phương liên quan gì tới tao mà kêu tao ra đây? À, liên quan gì tới anh? Tao đi à? Giúp em nhé, ngồi nói chuyện đi. Đi. Dạ. Mong chị sẽ có một cuộc đối thoại vui vẻ nhất. Mày biến đi mày ơi. Có cần em nước mà. Thôi cứu. Mày nó khùng. Em thông cảm nha. Thằng này nó hơi tẻn tẻn chút nhưng mà nhiệt tình lắm. Em tên gì? Trang. Trang làm nghề gì ta? Em là sinh viên năm cuối, đại học ngành tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không hả? Tướng này tiếp viên hàng không vậy? Viên hàng không ta cao vậy nè. Chứ đâu. Cao là dành cho mấy đứa mà bán vé thôi. Mấy vé với tiếp viên hàng không. Còn cỡ em là bay. Bay hãng gì? Trang có sở thích gì không? Tôi đọc sách của Shakespeare. Thấy vậy chứ Trang cũng cá tính quá ha. Có nghiên cứu về những cái cuốn sách đó thì mình sẽ bổ sung được cho cái kiến thức của mình á. Từ một cọng lúa mạch mà nó làm ra chai bia, nó trải qua rất là một quá trình rất là kỳ công. Mày mốt á, làm tiếp viên hàng không á, lên phát bia cho hành khách, phát ngủ hết khẩu phục vụ. Đã. Sao bia là tác giả mà, không phải viết về bia.
Đúng rồi, anh nhầm lẫn thôi chứ hôm bữa anh gặp ổng ở trên đường 32 á, lúc đó ổng đang đậu đèn đỏ mua bánh mì ăn hay gì đó. Dễ thương, ở ngoài dễ thương lắm. Ông là người nước ngoài. Gặp ở trên cái tivi. Đúng rồi, cái màn hình bự ơi bự á, đang phỏng vấn ổng. Mới hình như đâu 2-3 ngày trước nè. Lúc đó ổng nói về cái cuốn sách ổng mới chuẩn bị viết ra, hay lắm. Nó cái bìa của nó rất là tươi, nói về một cái cuộc sống bất tử. Ông mất năm 1616. Nhìn thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Em cứ chuyện hỏi thoải mái đi, để đừng có ngại anh giống như là nhân viên ở trong đây vậy đó. Không. Ý, Trang cũng có xài điện thoại hả? Anh cũng có xài nè, vậy là coi như mình có điểm chung rồi. Trang, hay là Trang xài điện thoại đó đau game về chơi đi, cho nó đỡ chán, chứ thằng Vinh nó làm lâu lắm. Game gì? Game thiếu niên bao quy, game tam quốc số 1 châu Á đó. Vô, đau đi. Đạn lý thừa không? Rồi, anh sắp nộ rồi nha. Hợp kích. Em đúng là người mà chơi game ngu nhất mà anh biết luôn á. Còn bạn là người mà mình không muốn gặp nhất ngày hôm nay á. Mình... Anh té nha. Vinh ơi. Vinh. Dạ có nước đặc biệt đến không? Em mời chị. Dạ. Nhân dịp chị là người đặc biệt nhất quán ghé đây, em sẽ cho chị coi một tiết mục đặc biệt nhất của em. Tiết mục đặc biệt? Dạ, mời chị coi. Đây là danh sách hội những người yêu cũ đặc biệt nhất của anh Phương. Người yêu cũ? Có phẩm chất tốt nhất luôn. Nhiều vậy á? Dạ nhiều lắm. Trời ơi, em phải tốn rất là nhiều thời gian để em có thể thống kê lại cái danh sách này á. Nhưng mà em tạm lưu những cái nhân vật tiêu biểu vô đây thôi. Tại vì cho đủ 16 ghi của cái iPad này thôi. Nè, em từ từ em giới thiệu cho chị nha. Chị bình tĩnh nha. Chết. Xin hiểu chị, đây là Mai. Một trong những người yêu cũ mà phải nói là anh Phương lụy nhất. Đợt đó sau khi chia tay, anh Phương khóc lóc, quỳ lại van xin, cách cả hai đầu gối quần. Nếu mà không có nhờ sự giúp đỡ của em thì em nghĩ bây giờ anh Phương không còn sống nữa. Vì lúc đó ảnh lên đến đỉnh của Bitexco và đang gieo người xuống. Lụy quá ha. Em giới thiệu người mới nha. Xin giới thiệu với chị, đây là Thủy. Một trong những người yêu mà em nghĩ là anh Phương vương vấn nhiều nhất. Tại vì sau mỗi cuộc tình chia tay thì ảnh lại quay về với chị này. Chị chịu khó quen cẩn thận, đừng chia tay sớm quá, kéo càng dài mối quan hệ càng tốt. Em giới thiệu người mới nữa nha. Xin hiểu chị, đây là Trinh. Một trong những người con gái mà anh Phương phải nói là hờ hững nhất, nhưng cô ấy giàu nhất và cực kỳ gọi là quan tâm đến anh Phương. Em nghĩ đây là một trong những người thương anh Phương nhất. Tại vì sao? Tại vì trong khoảng thời gian đó chị bung tiền ra để nuôi anh Phương ăn học. Trong những chuỗi ngày đó, anh Phương phá sản quán cà phê, chính chị là người cứu rỗi anh Phương, mở cho anh Phương những chuỗi cà phê mới. Ấy thế mà anh Phương không biết trân trọng. Anh Phương lúc đó còn là một bé bồi. Anh không nâng niu chị. Mỗi lần tới chị đưa rước, rồi tối chỉ có hôn lỗ tai rồi về, chứ không làm gì. Chị tâm sự với em chỉ tủi thân, rồi sau đó chia tay. Em giới thiệu người mới nhé. Ồ, xin giới thiệu với chị, đây là cặp chị em song sinh, cũng là cặp tình nhân của anh Phương luôn. Lần này thì anh Phương vẫn còn lậm vào cái chuyện mình làm một bad boy, cho nên ảnh quen một lần cả hai người, và hai người em cảm thấy cũng dễ dãi chấp thuận chuyện đó. Hai chị em này ở dưới quê mới lên cho nên rất dễ dãi. Tên của họ cũng hơi phèn. Chị này là Bành Thị Ố, chị này là Bành Thị Gia. Hai chị em là Ố Gia, ngày nào cũng qua nhà chơi với anh Phương. Anh Phương
cũng rất bình thường, dạy ngoại ngữ cho họ rồi lấy tình cảm của họ ra chiêu đùa. Ngày nào cũng dắt về quán rồi ố ve ố ve, em chịu không nổi. Đây, cho em tìm thêm thôi. Đây là bộ ba pháo thủ nè. Anh Phương tỏi đây nữa. Chị đừng buồn. Em nghĩ chị cũng là một trong những cái nhất của anh Phương mà. Cái gì? Kiểu như cuộc tình ngắn nhất của anh Phương chẳng hạn. Sao kiến tàu nhanh. Em đợi anh có lâu không? Đừng nói nữa, chia tay đi. Em rồi, chuẩn bị tới cờ tới tay bà Thủy nữa rồi. Alo, chị Thủy hả? Ờ, chị đây. À, anh Phương chia tay tới nơi nữa rồi. Ừ, thế thì chị qua liền nhá. Ờ, mặc đồ ren nha chị. Đây là một bài toán nâng cao. Có bạn nào xung phong lên giải giùm thầy được không? Ai giải được bài này thầy sẽ cộng điểm vào điểm bài kiểm tra một tiết vừa rồi. Khó quá. Cái này căng à. Đánh đổi sự may rủi. Mời thầy. Lại là nó nữa hả? Suốt ngày ra oai. Đúng rồi. Giải được mấy bài mà làm thấy ghê. Sao viết giống như là có thuộc bài. Mình là dạng như vô học, học nửa vời. Học không có sự giúp đỡ của thầy. Cái thầy đã làm xong. Ồ. Mặc dù em đã làm xong nhưng thầy không cộng điểm cho em được. Ôi, tao chờ ngày này lâu lắm nè. Bởi vì bài kiểm tra toán một tiết vừa rồi á, em đạt điểm tối đa rồi. Cho nên thầy không cộng được nữa. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi nè. Ê, nhìn gì mày? Hàng nóng á, gỡ vô là phỏng tay mày. Đúng rồi, cỡ tao còn chưa có cửa nữa, mày tuổi gì? Nhìn gì? Là mày đang so sánh mày với tao á hả? Tất nhiên. Gì là? Có chênh lệch quá không? Thôi, chênh lệch chứ, tóc tao dài hơn mày, nhìn tao lãng tử hơn, cuốn hút hơn. Gỡ mày thì... Gì vậy? Ê, nó đau buồn. Ê. Tôi xin lỗi thầy. Để tôi phụ cho. Tôi xin lỗi thầy. Tôi xin lỗi thầy. Sao Thủy hẹn Thái ra đây vậy? Thủy cũng không biết nữa. Tự dưng muốn hẹn Thái ra đây rồi gặp vậy thôi. Chuyện hồi sáng á. Thái đừng nói gì cả. Hai đứa mình chỉ nhìn nhau thôi được không?
Thủy có điện thoại kìa. Không phải của Thủy, điện thoại của Thái á. Đâu? Điện thoại của Thủy mà. Của Thái. Của Thủy á. Của Thái. Thái đâu có mở chuông điện thoại đâu. Thì ra chỉ là mơ. Thì ra đây là mơ, chỉ có mơ mới sàm đế vậy thôi. À, mà sao sáng nay Thái nhìn lén tôi vậy? Đừng tưởng tôi không biết nha. Tôi xin lỗi. Mà Thái có gì muốn nói với tôi hả? À, hiện tại tôi chưa nghĩ ra sẽ nói gì. Cho nên hẹn Thủy ở gốc cây giữa trường nha. Ngày mai á. Ờ. Ừ. Thủy có điện thoại kìa. Đâu có, điện thoại của Thái á. Điện thoại của Thủy. Của Thái. Của Thủy mà. Bà đi đâu vậy? Đi xuống canteen mua nước uống nè. Nay tôi mới mua điện thoại được tôi bao. Trời ơi. Nhanh lên. Mày đừng tưởng mày mơ nữa. Mày đang mơ tưởng á. Lỡ chuyện nó có thiệt thì sao? Mày sao mà không đi gặp thẳng mặt người ta mày hỏi? Rồi lỡ chuyện nó không có thiệt thì sao? Thì nhục. Ê gì? Ở chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy? Thì từ cái hôm tao té rồi tao lỡ chạm vào môi của Thủy á. Từ đó cho đi tao nằm mơ thấy nó hoài luôn. Ghê vậy? Không, nghe bí ẩn mà, nghe thú vị á. Ê, hay tụi mày giúp tao đi. Giúp gì? Giúp sao? Giúp tao xác thực chuyện đó, coi có thật không. Thử chạm vào môi tôi coi, tối có nằm mơ thấy tụi bay không? Trời ơi, nói chuyện nghe ghê, tự nhiên đang ẩu nhau cái đi chạm môi vô tôi. Mày làm cái gì vậy? Mày về cạo râu đi nha, đập đau quá. Chó! Cái thằng... Má mày! Đứng lại, khốn nạn! Thái! Hử? Sao Thái có vẻ nhìn tôi thèm khát quá vậy? Hôm nay Thủy lạ quá. Lạ cái gì mà lạ? Thế Thái đã ăn tối chưa? À, chưa.
tôi muốn mời Thái đi ăn á, nhưng mà lại muốn Thái trở thành bữa tối của tôi. Thái ơi, vậy mình un nhau nha. Cũng được. Sao, được không? Được không? Ngạc nhiên chưa? Ủa, sao mày ở đây vậy Trần? Tại sáng nhờ tao với mày hôn nhau đó, nên giờ tao mới lạc vô được giấc mơ nè. Vô phá một chút. Gì? Nó mày phá tao, chó rồi mày... Mày đây rồi, Thủy đâu? Thủy hả? Ừ. Kìa. Đâu, Thủy đâu? Thái, tôi nè. Tao đập mày chết cha mày nha. Chó. Mày với con chó. Ok Thái. Thủy nè. Thủy nè, bớt diễn đi. Nè, mày diễn không? Diễn không? Diễn không? Cái... Diễn không? Thái bị sao vậy Thái? Thủy nè, Thái. Lột mặt nạ ra không, tao đập mày nha, nhanh. Tao đếm tới ba mà mày không gỡ tao đập nha. Một. Thái. Hai. Ê. Thủy thiệt đó, mày đấm đi. Tình yêu của mày đó. Bye. Hồi nãy nó giả Thủy rồi nó tính hùng tôi á. Cho nên là tôi tưởng là nó nữa. Tôi xin lỗi Thủy. Thôi mà Thái có gì muốn nói với tôi nói lẹ lên chứ trời sắp sáng rồi đó. Mấy thằng chó này làm mất thời gian. Thủy, ngày mai tôi sẽ bỏ cái hộp quà vô học bàn. Tôi sẽ viết những gì mà tôi muốn nói vô đó, có gì mà coi nha Thủy. Nhìn mày là thấy dễ quê rồi đó. Làm vậy? Phá nguyên giấc mơ của người ta hôm qua. Lâu lâu tao có cái dịp trong giấc mơ rồi mày cho tao quậy chút xíu đi. Quậy. Ok, làm gì ngủ luôn rồi. Vinh. Ê. Gì? Ai ép dâm vậy? Mày làm gì nhìn mày mệt mỏi vậy? Hôm qua mày đâu có nằm mơ đâu mà. Đúng không? Có. Mơ cái gì vậy? Hôm qua chạy xe về gấp quá. Đụng trúng bà cô xong rồi. Vậy tối bà trả bài tao nguyên một đêm luôn. Giờ tao mới tin là môi chạm môi là gặp trong mơ. Ủa? Là... Mày chạy xe kiểu gì mà mày môi bà, mày đụng với môi bà được vậy? Thôi kệ đi. Kể tao bà... nghe đi. Trời ơi. Cái đó hồ hay á. Tụi bay lo chuyện, tụi bay đi kìa. Rồi chuyện của mày tính sao? Thì hôm qua tao có nói là tặng quà cho nó. Thì giờ nó... Nãy không? Ê, tới luôn kìa, nó tới luôn kìa. Thủy vô chỗ tôi tự đi đấy. Tôi đi. Bắt. Ê, vô bài. Mà mày ghi gì trong đó để cho nó đọc vậy? Thì tao ghi mấy cái lời mà... Gì? Sao vậy? Chết cha, tao quên bỏ vô hộp cái thì... Con nhiều mà cũng quá. Thôi đi coi cái gì đó. Lấy đó. Đừng tin vào lời ông bướm. Đó là hố sâu là cạm bẫy tình yêu. Ừ. Mày khuyên cái gì nó vậy? Mày khuyên cái gì nó ở đây? Mày giống như là mày kêu nó đừng yêu mày luôn á. Đâu có, tao chỉ nói là đừng có nghe lời mấy mà đường mật ngọt ông rùi gì đó nè, ông bướm là cạm bẫy tình yêu. Đó tao khuyên nó mà hãy nghe tao, tao có viết mấy câu ở đằng sau nữa nè. Còn hả? Nè, hả? Đừng nhìn theo phù phiếm xa hoa, đừng gieo nên tội là kẻ bạc tình. Hả? Mày nghe má nó đọc luôn được không hả? Cái gì mà thơ không vậy? Nó cất vô đi. Tao thấy là mày dẹp mấy cái chuyện mà viết lách đi. Mày về mày vô mày ngủ mày mơ rồi mày gặp nó mày nói chuyện cho nó ok. Đúng vậy. Mày vô trong giấc mơ tao thấy mày nói chuyện hay hơn ngoài đời á. Ừ. Chút nó về tao ngủ liền. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẹ với con Út tắt nhạc giùm con được không? Ồn quá trời ồn, con còn đi gặp bạn gái nữa. Tối rồi mà còn đi đâu? Tối gì mới có 6 giờ mà tối vậy? Thì mày đi đâu mày đi đi, tao hát thì kệ tao. Nhưng mà con gặp ở trong mơ, con phải ngủ mới gặp được, mày hát gì ồn sao con ngủ? Mày bị khùng hả? Từ đó giờ tao mới nghe bài gì gặp mẹ trong mơ chứ chứ làm gì gặp ghệ trong mơ. Thì tắt đi, hát nhẹ thôi, nhỏ thôi. Không cho tao hát lớn sao tao hát đã được. Hát thì mình phải dồn hết cảm xúc và cao trào nó mới đã chứ. Con. Vậy chứ vừa lòng mày hả dạ mày à? Tắt thôi. Tao thấy mày ghét mày lãng lắm. Đi học về sống thay đồ ngủ bạn đồ kỳ cục vậy. Không nói nhát nhỏ thôi. Lãng mày, tao cho mày nghỉ học bấy số luôn bây giờ đó. Nhát nhỏ thôi vô tao ngủ. Không nhát nhỏ. Em mới sống ở đây trốn đời, trốn đời, trốn đời. Thấy Thủy ơi. Ủa cái Thủy. Thủy. Thủy ơi. Muốn kêu Thủy hả? Ủa tại sao tao không qua đây được? Đợi 7 ngày sau thì gặp trong giấc mơ sẽ nói được thôi. 7 ngày? Không lẽ Thủy chết rồi 7 ngày sau tao cũng thức Thủy hả? Thủy. Thủy. Nghe tôi nói giùm Thủy. Thủy ơi. Ê, cái này là cái gì? Tại sao tao qua không được? Cái đó gọi là cái màn trong giấc mơ. Người ta hay gọi là mơ màng. Mơ màng. Thủy. Thủy. Thủy ơi. Cho dù có gào gớt cái cổ họng ra thì Thủy cũng không nghe được đâu. Quên đi, quên đi. Thủy. Thủy ơi, nghe tôi nói gì không? Thủy! Thủy! Thủy ơi, Thủy. Thủy. Bộ Thủy có chuyện gì hả? Tôi vẫn bình thường mà, có chuyện gì đâu. Vậy sao hôm qua Thủy tránh mặt tôi? Trong mơ á. À, tại vì hôm qua tôi ngủ trễ, đến gần sáng mới ngủ. Mà tôi vô trong mơ xong á, tôi thấy Thái một nơi á, mà cái cổ họng cũng nằm một nơi á. Thái có chuyện gì á? À, chắc là tôi kêu Thủy quá trời mà Thủy không nghe. Cái tôi la hét sùm luôn, khan cổ họng luôn. Cho nên là cổ họng một nơi, người mới một nơi. Thì ra là chỉ cần người kia không ngủ là sẽ bị ngăn cách bởi một bức màn. Mà sao Thủy ngủ trễ vậy à? Tại vì hôm qua tôi nằm chơi cái game thiếu niên ba quy á, nằm mê man quá rồi cái chơi say sưa xong rồi cái từ sáng mới ngủ luôn. Chơi game? Ừ. Đúng vậy. Chơi game này, cây chay 7 ngày nhận phu tướng đỏ. Ừ. Mình phải cây chay 7 ngày để nhận phu tướng đỏ mới được. Cây chay 7 ngày nhận phu tướng đỏ. Tại ngày thiếu niên ba quy tại Google Play và App Store. Thì ra là vậy. Mà tôi thấy Thái hay học nhiều như vậy á, không có thời gian để giải trí. Không ấy Thái tải game nó về chơi đi. Lâu lâu rồi mình tranh thủ mình giải trí chút xíu, chứ học nhiều quá đôi khi đau đầu chết luôn á. Vậy là mình không gặp nhau tới 7 ngày luôn hả? Bộ Thái chỉ muốn tụi mình hẹn hò trong mơ thôi hả? Thì Thái tải cái game này về rồi tụi mình trò chuyện rồi chơi game với nhau cũng được mà. Không biết có thể gặp trong mơ đâu. Mà Thái, tóm lại là Thái có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói luôn đi, chứ bữa giờ cướp áp úng hoài vậy. Tôi thích Thủy. Sao Thái nói muộn vậy? Tôi
tôi cũng biết Thái á. Ê! Lớp học, còn người chứ không phải công viên. Ủa? Chân gió hồi nào vậy? Gì ba? Ủa, con Vinh đâu ta? Sao chảy vậy? Ai biết nó đâu? Tao là... Tới luôn kìa. Ui! Dễ chứ. Sao mày? Bị gì vậy? Không bị sao á. Không có gì, hơi đuối xíu à. Nguyên đêm ba solo trả bài với cô. Bây giờ hả, toán cao cấp hay là đường lối chính sách Mác Lênin về tụi bay cứ hỏi tao, tao trả lời hết cho. Là mày nằm mơ với cô nữa hả? Ủa mà cô ơi, sao cái cuốn sách của cô đem vô luôn được giấc mơ hay quá vậy? À thì cô chỉ cần hôn lên cuốn sách thôi. Hi, xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi thì Phát TV mới làm một cái tập phim về chủ đề sinh viên. Và cũng muốn kể cho các bạn nghe là hồi xưa sinh viên thì Ruby cũng rất là hay xuống căng tin để ăn hàng đó mọi người. Thôi bỏ đi, trời ơi, tại vụ ăn hàng mới có cái bụng này nè. Chứ hồi đó lúc thời còn đi học túi em ngon lắm á. Ghê gì? Trời ơi, em nói thiệt, quay lại thời gian hồi đó hả, chị mê em chắc. Ủa mình nói xong đi. Xong rồi. Để cho người ta nói. Rồi giờ tới anh nói. Giờ tới tao nè. Nói chung là giờ ra chơi tôi chỉ thích đá cầu, đá banh đi kết nối với mọi người cho vui, rèn luyện sức khỏe mọi người. Ghê vậy, đá banh dở mà cũng kết nối được với mọi người nữa hả? Ê, lúc đó là cái bữa trần hầm bữa làm chưa tung hết kỹ năng thôi. À, em biết rồi, như múa vậy. Đó, đá banh. Nói chung là mình có nhiều cái để mình giải trí nữa mà, giống như là cái chơi game thiếu niên Ba Quy này vậy. Thiếu niên Ba Quy? Game này là game mà Tam Quốc số 1 châu Á đó cho anh biết. Thì ai không biết chuyện đó. Ủa vậy? Và một lần nữa thì Phát TV cảm ơn game thiếu niên Ba Quy đã đồng hành cùng với Phát TV tài trợ cho tập phim lần này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Đặt mua các sản phẩm thời trang của Pháp TV tại pháp studio.vn. Nhưng mà mày kể tôi nghe đi. Là nãy luôn cái chuyện mày hay á. Kể là phải tin nha, kêu kể là phải tin. Anh em. Anh em mà. Anh em mà. Kể em phải tin chứ. Hôm qua đang chạy về, tao gấp chạy về nhà chơi game quá. Tao đề 40, 50 tao chạy. Bà cô tự nhiên đâu ra, bà băng qua đường. Tao giật mình bóp thắng cái xe nhổng bên tao chúi nhủi cái môi tao đụng vô môi bả. Mày tin khó tin mà. Mày tao là tao kể đã rồi. Tao coi mình nín tại cái chuyện đó khó tin lắm. Không khó tin mình té thì té ra ngoài chứ mắc gì đụng. Bản thân tao còn không tin được nè, đang băng ngang cái người bán ngang là vuông gốc với tao. Ừ, đúng rồi. Nè, vậy nè. Gọi sao vậy nè? Đúng rồi, tao hết hồn. Tao bóp thắng lại một cái. Mà bà ngay lúc đó bà ngay là đụng ngay là ấy luôn. Trong là bà còn ăn bún riêu luôn á. Trời ơi, rồi sao nữa? Mẹ, nguyên một giấc mơ. Bài đây ra, em phải đây. Trời ơi. Rồi sao mà học? Thuộc bài rồi đó. Mà giờ buồn ngủ quá, ngủ không được, không có vô mơ tao mới dạy. Tao nói lát nữa bà đi dạy trễ chắc luôn. Thôi kệ quá đi. Lo chuyện của con Thái đi kìa. Thầy nói là chị nói. Thầy nói. Sắp tới thì ASEAN có bổ sung môn người nhật chế. Có rồi. Thôi được rồi, bỏ đi. Không chơi quốc gia đâu. Vài năm từng năm từng khối. GDP là 6 năm trời rồi, từ những cái ngày đầu từ tháng 2 năm 2014 đến bây giờ là tháng 11 năm 2020 thì gần 7 năm rồi, có vợ có con hết, có vợ con hết rồi mới được hung má. Phải chứ lúc trước mình có cái cảnh này thì tôi
Cũng lấy vợ, cũng lấy vợ. Ai nói vậy? Rồi từ từ đưa mỏ lên rút ra. Trời ơi. Chắc phải quay lại rồi. Nguyên cái nọng đi. Tại bà nha. Tại tôi nha. Thái Hương đạt quá kìa. Trời ơi anh mà. Nè. Nó nhiều lên đấy. Nó thường lắm. Ừ. Nó không còn như ngày trước nữa. Còn ngày trước đó. Tắt máy rồi Thái nó khét liền. Đôi mới mà sự nghiệp anh lên từ lúc này. Sau khi hôn lên trần anh nghĩ sao rồi mới gian lên trần tao chích luôn râu ria đâm râu cứng hết. Chỉ có đèn màu đỏ nữa mà sao đỏ này. Cảnh một cảnh lãng mạn nằm mơ. Nãy khi mà sau khi lên đèn đỏ thì nó không ra lãng mạn, nó ra cà phê đèn mờ. Nên mình đổi lại màu trắng cho nó cảm giác nó sẽ là thanh khiết và nó sẽ trong sáng hơn. Màu đỏ nó về cái gì đó, đèn mờ. Nó về hơi hơi hướng, hơi tình dục một chút xíu, sexy. Bây giờ không quyết định là không có xài màu đỏ. Làm việc đàng hoàng nữa bộ. Hoàng vô bộ. Thôi đưa đẹp. Áp đèn vô luôn, áp máy vô luôn. 55 hai cận vô. Ơi, cam gì vậy vô chí giùm anh luôn bạn ơi.